Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng sản phẩm là cái đầu độc thể Mayfair chuẩn ER-232 của hãng Bonghi, thương hiệu Pegasus của hãng Đài Loan nha các bạn. Tất cả sản phẩm này đều có sự cư của Đài Loan hết. Các bạn làm dự án thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Đây thì mình sẽ giới thiệu đôi chút về sản phẩm. Đây là cái hộp sản phẩm. Cái nắp sản phẩm. Và đây là sản phẩm chính. Đây. Cái này thì đã có epoxy rồi nên chống thấm nước rồi, các bạn có thể lắp đặt ở trong nhà ngoài trời đều được. Đây, đây là cái dây ra. Lưu ý cái sản phẩm này á, thì không có kèm theo cái đầu cổng ER-232 nha các bạn. Nó chỉ ra bao nhiêu dây như thế này thôi, thì các bạn phải mua cái cổng đó để các bạn mới kết nối được. Riêng sản phẩm này là như vậy, cái chuẩn đầu ra nó là TTL, thì các bạn có thể mua cái đầu TTL sang ER-232 để gắn vào là được rồi. Cái sản phẩm này là cái chỉ là đọc thôi, sản phẩm này chỉ là đọc cái thẻ Mayfair thôi chứ không có chức năng ghi, mình sẽ có cái sản phẩm khác. Trước khi mua sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình để mình tư vấn chi tiết hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cần thêm thông tin sản phẩm hoặc mua sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ số hotline hoặc là cái đường link bên dưới video này. Cảm ơn các bạn.